ta khóc nẻo đường tình nồng nặng tình yêu nơi miền quê anh không trở về trong mùa bờ vẽ đôi hoa đôi hoa vui tôi ngọt ngào ta buồn nói buồn trở về trong mùa hương vẽ đơm hoa đôi ta vui tôi ngọt ngào ta vội đi nỗi buồn ngày đi buồn đường đời dây hoa mà tiếc yêu gửi mưa từng từ thầm mong ta sẽ ngồi để cho cứ một lần gặp nhau hè con ông chi xuân sơn đón em thương cho trọn tấm yên an anh gửi con vật nhắn ngóng con đừng có con em đừng nói với tôi giờ lòng đau nghe môi mật đắng chắc con đâu sao đã chờ chuyện ta chắc em đã lập quân á chắc năm dài hãy vượt nhau nói đằng sau nhớ yêu xuân chân ái quân nhớ không hơi hồ bơ dưới mình từ sao mưa giăng bao con để bay cánh đỏ bồ bôi cùng trong đêm sương quạt giăng sao xa xôi không yên tưởng mà hi được biết rằng là trong chuỗi những ngày từ giờ đến ngày 20 thì Tuyết Nhung và Rách Long sẽ có rất nhiều những cái sự kiện và những cái chương trình đi hát trong mùa Vu Lan năm nay. Nhưng mà có rất là nhiều điều mà khán giả cảm thấy lo lắng bởi vì là vừa chạy show liên tục như thế nhưng có lẽ rằng Tuyết Nhung và Rách Long cũng đang rất là bận. Một phần là bận vì cái chuyện kinh doanh. Mọi người thấy rằng là vừa mặc dù là buổi tối đi hát nhưng mà buổi sáng, buổi trưa Rách Long vẫn cố gắng là làm đơn lên đơn livestream bán hàng cho quý khán thính giả. Còn đối với Tuyết Nhung thì ngoài chuyện phải lo cho cửa hàng ra thì Tuyết Nhung còn phải lo nhiều chuyện liên quan đến những cái công việc hàng ngày. Và có một cái sự thật mà dạo gần đây khán giả ngay buổi tối qua thôi thì khán giả cảm thấy rất lo lắng cho Tuyết Nhung, đó là Tuyết Nhung mới bị đứt tay vào buổi tối ngày hôm qua. Việc đứt tay này có lẽ là nó không ảnh hưởng gì đến giọng hát nhưng mà nó sẽ có những cái tổn thương rất là lớn đến tinh thần của Tuyết Nhung. Và khán giả xem xong thì cũng cảm thấy rất là xót và muốn rằng là Tuyết Nhung tuy là những cái chuyện này bé thôi nhưng mà cũng hãy cẩn thận vì tháng này thì vừa là tháng cô hồn và mặc dù là những chuyện bé như thế nhưng mà đến những cái chuyện lớn thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, ví dụ như là việc họng có vấn đề hoặc là chân tay có vấn đề thì việc lên diễn là hoàn toàn không thể ở trên sân khấu Paris by Night. Chỉ còn 10 ngày nữa thôi thì sân show Paris by Night thu hình Boro và em sẽ được diễn ra tại Mỹ, một cái sân khấu rất lớn diễn ra vào chủ nhật ngày 25 tháng 8 năm 2024, với hai giờ chiều là 2 giờ chiều và 7 giờ 30 chiều. Và cái sự kết hợp đặc biệt này
có sự tham gia của Thiên Ngân và Tuyết Nhung cùng với lại rất nhiều những nghệ sĩ gạo cội trong ngành, đó là Thanh Tuyền, Hương Lan, Như Quỳnh, Tâm Đoan, Hương Thủy, Ngọc Anh, Băng Tâm, Hoàng Nhung, Châu Long Hà, Phương Yến Linh, cùng với sự tham gia của hai nữ ca sĩ lần đầu xuất hiện trong show của Thúy Nga, đó là Phương Anh và Phương Ý đến từ Việt Nam, và MC Kỳ Duyên, Hồng Đào và Hoài Tâm. Hy vọng rằng là khán giả cũng sẽ ủng hộ hai em rất là nhiều trong cái chương trình sắp tới. Và cái chương trình Vu Lan Nhớ Mẹ thì Tuyết Nhung cũng sẽ được là một trong những người tham dự live stream ở Babylon Tân Sơn Nhất. Chương trình diễn ra gây quỹ Em Được Đi Học, và chương trình cứ vào mùa mưa Lan, Tuyết Nhung đều được mẹ Phi Nhung đưa tham gia các chương trình thiện nguyện ý nghĩa. Và giờ đây, dù mẹ đã đi về cõi Phật, thì những kỷ niệm mà em Tuyết Nhung được bên mẹ thì không bao giờ phai đi. Và những cái năm gần đây thì Tuyết Nhung luôn muốn thực hiện những cái điều tích cực để giữ mãi cho mình cái điều tử tế mà mẹ Phi Nhung đối với những hoàn cảnh khó khăn mà trước đây thì mẹ đã gieo mầm. Và mẹ Phi Nhung đặc biệt quan tâm đến cái chuyện học hành con của con cái, và luôn mong muốn là có thể dang rộng vòng tay để giúp đỡ các trẻ em nghèo hiếu học. Mỗi mùa tựu trường đến thì Tuyết Nhung thường thấy những cái nụ cười rạng rỡ của các em học sinh khi đến trường, nhưng nhiều trẻ em ở những vùng khó khăn thì lại không có được điều đó. Các em phải đối mặt với nhiều những cái trở ngại về học phí, thiếu thốn sách vở, thậm chí là còn phải nhịn đói để đến trường. Và chính những cái hành trình đầy gian nan của các em được thôi thúc Tuyết Nhung tỏa sáng với quý vị khán giả chương trình nghệ thuật Mẹ Là Tình Yêu mùa 4. Với cái chủ đề ước mơ của mẹ đường đến cỏ trường cỏ hoa, thì Từ Thiện Bông Hoa Nhỏ, đơn vị tổ chức chương trình, đặt mục tiêu sẽ góp phần giúp đỡ 600 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các em tiếp tục đến trường. Đêm nhạc sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 2 tháng 8 tại Babylon Tân Sơn Nhất, với cái sự góp mặt của các anh chị em nghệ sĩ nổi tiếng, và được phát sóng trực tiếp trên fanpage YouTube và fanpage của tập đoàn Nguyễn Hoàng, fanpage Giáo Dục và Thời Đại, fanpage YouTube và hơn 40 fanpage thuộc các trường hệ thống giáo dục của Nguyễn Hoàng khác. Và để cập nhật vé mời thì quý vị có thể thực hiện trực tiếp qua trang web chính thức của chương trình. Rất mong là cả nhà sẽ cùng Tuyết Nhung theo dõi và lan tỏa những chương trình này để mang lại hy vọng cho những em nhỏ cần sự giúp đỡ. Và đây là cũng một trong những cái dự án rất lớn của tập đoàn Nguyễn Hoàng. Tập đoàn Nguyễn Hoàng cũng đã thông báo là sẽ hỗ trợ việc học của các bé nhà Phi Nhung đến tận năm lớp 12, thì đây là một điều vô cùng ý nghĩa và đáng trân trọng. Và không chỉ có Tuyết Nhung, thì trong cái đêm nhạc lần này cũng hy vọng rằng sẽ có nhiều ca sĩ nữa sẽ tham gia và có mặt ở đây. Và ngày hôm nay thì quý khán thính giả sẽ được gặp Tuyết Nhung và Rách Long tại show Ân Tình Ân Nghĩa Sinh Thành lúc 20 giờ ngày 17 tháng 8 tại chùa Vạn Phước. Và ngay sau đó thì Rách Long cũng vội vã đi đến một cái show rất quan trọng đối với em, đó là đối với Rách Long, bởi vì là Rách Long thì cũng đã chia sẻ rằng là cái show này của một người nghệ sĩ gạo cội mà em vô cùng là hâm mộ, và đó chính là cái đêm nhạc của danh ca Hương Lan mang tên là Tân Cổ Hòa Duyên. Với đêm nhạc này thì là sẽ có sự góp mặt của Trọng Phúc, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, Hoài Vân, Như Ý Bolero, Rách Long, Trùng Huy và MC Diễm Quỳnh. Một trong những rất, đây cũng có thể là một điều mà rất là đặc biệt cũng như là vinh dự đối với Rách Long khi được tham gia vào một đêm nhạc ở sân khấu Trương Hùng Minh, 22 Vĩnh Diễn, phường 2, quận 10, một sân khấu rất lớn với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ lớn và có tên tuổi và dày dặn kinh nghiệm, sẽ là một môi trường rất tốt để Rách Long phát huy được cái khả năng của chính bản thân mình. Và mặc dù bận chạy sâu như thế